bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người tu đạo không nên ích kỷ. Hôm nay là ngày bắt đầu của Địa Tạng Thất. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, tức là lễ Vu Lan, cho đến ngày 30 tháng 7, tức là ngày đản sanh Đức Địa Tạng, chúng ta đều tổ chức hai thất Địa Tạng để siêu độ cô hồn ngạ quỷ được vãng sanh và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đó là trách nhiệm mà vạn Phật Thánh Thành cần phải tận tình thực hiện. Hy vọng các vị hãy chuyên tâm nhất trí niệm Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Niệm cho đến khi tâm và miệng tương ưng thì nhất định sẽ được cảm ứng. Không thể một tâm mà làm hai việc, phải tập trung tinh thần lại để niệm tên Ngài. Nếu mình chẳng chí thành cần thiết, thì tuy không thể nói rằng chẳng có công đức, song le công đức không nhiều. Nếu nhất tâm chuyên niệm, thì mình sẽ cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát hòa hợp là một, và khi niệm tới chỗ, bất niệm như tự niệm. Nghĩa là miệng không niệm nhưng tâm luôn niệm, thì trong lòng mình tự nhiên thanh tịnh và tự tại, mọi phiền não đều tiêu tan. Người tu đạo không nên ích kỷ, không nên có tư tưởng hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang. Thế mình được đồ ăn gì ngon thì hãy nhường cho đại chúng ăn, thế có áo quần đẹp thì cũng nhường cho đại chúng mặc, thế có chỗ ở an lành cũng nhường cho đại chúng. Có được cảm ứng gì tốt thì hãy cùng chia sẻ với đại chúng, cúng dường mọi người. Phàm là mình có được công đức gì thì nhất định nên hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới. Nếu chẳng được vậy thì mình vẫn còn ích kỷ. Nếu ai có cảm ứng tốt, hãy cúng dường mọi người. Nếu không được cảm ứng tốt, cũng nói rõ cho mọi người nghe, không nên thiếp vàng lên mặt. Nghĩa là khoe khoang chính mình. Nói rằng tôi có cảm ứng đẹp như thế này, tốt như thế kia. Cũng không được, hễ có cảm ứng kỳ diệu, màu nhiệm thì giấu kỹ, không nói cho người khác biết. Nếu có tư tưởng như vậy đều là ích kỷ. Bây giờ, mọi người hãy phản tỉnh, coi mình đã làm tròn trách nhiệm chưa? Phải chăng là mình không chịu làm việc? Cứ người này đẩy qua người kia, tôi đẩy anh đẩy tôi, không ai chịu gánh vác trách nhiệm của mình cả. Mỗi người chúng ta, ai cũng phải phát tâm, coi Phật giáo là trách nhiệm của riêng mình. Sự hưng thịnh, suy vong của đạo, mọi người đều phải có trách nhiệm, không thể nói rằng đó là việc của người khác, không quan hệ gì tới tôi. Vì sự lợi ích của Phật giáo nên mình phải hy sinh mọi sự, thậm chí dù có xương tan, thịt nát, mình cũng không tử nan. Phải có tinh thần như vậy mới là tín đồ chân chính của đạo Phật. Không nên lợi dụng Phật giáo để kiếm miếng ăn, lợi dụng Phật giáo để có áo mặc, mà phải tận lực ủng hộ Tam Bảo. Như vậy mới không có tâm ích kỷ. Chẳng nên lúc nào cũng sợ thua lỗ, lúc nào cũng sợ thiệt thòi, lúc nào cũng tự cho mình là cao quý, cho mình là hay giỏi nhất. Phải có tinh thần quên mình vì đạo, pháp thì mới đủ tư cách là một tín đồ của đạo Phật. Ha ha ha,